chào quý vị. Trong mùa hè thì ở những đô thị như Hà Nội, đôi khi là cái nóng còn gay gắt hơn cả những tâm nóng khác. Tại sao lại như vậy? Có phải đơn thuần chỉ là do nhiệt độ gia tăng do biến đổi khí hậu hay còn do những yếu tố khác nữa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cội nguồn cơn nóng của Hà Nội và những biện pháp làm giảm nắng nóng trong chương trình ngày hôm nay. Xóm trọ nghèo này không có trẻ con, chỉ có người lớn vì ở đây quá nóng. Nóng thì ở nhà mình đi làm đây. Thì mát thì mình làm thêm lên nửa tiếng nữa. Không, đợt này là bắt đầu vào nóng đây này. Cũng có mấy người đưa con lên nhưng mà lại nóng quá đem con về rồi. Đây lúc đi làm về thì nó cũng mệt nhọc lắm, trưa thì không ngủ được, nóng quá. Cứ ra ngoài những gốc cây ngồi thôi. Mái của cả khu trọ đều bằng tôn. Chân nhà cũng chỉ chống nóng sơ sài bằng vài miếng xốp. Trong nhà còn nóng hơn ngoài trời. Là người cao tuổi nhất xóm, cụ Phụng lại có cách riêng để trải qua cái nóng này. Không có quạt gì đâu, trước khi đi ngủ đi dấn nước rải xuống sàn rồi nằm lên đấy. Thế nên nó khô, nó nóng rồi nó ngủ lúc nào thì không biết. Nhưng mà đêm thì giỏi lắm, là ngủ được từ 2 giờ cho đến 4 rưỡi 5 giờ. Là vì nó nóng quá. Sống ở xóm trọ đã vậy, ở trên những khu chung cư kiên cố, có lẽ cái nóng cũng không giảm bớt nhiều hơn. Nghĩ là ở chung cư nó mát, ở trên cao nó mát đấy, nhưng không có mát. Tùy thuộc từng nơi, nhưng mà nó thật là cũng rất là nóng. Ngày hè xong nắng nóng, xong lại các con nghỉ ở nhà, nó thật bố mẹ gần như là cũng không làm việc, không đi đâu được. Và thế là sàn nhà trở thành sân đá bóng. Sao bây giờ lại phải đá trong nhà không? Bởi vì nóng quá. Hiện tượng nóng cả ngày cả đêm, vùng đô thị nóng hơn hẳn so với những khu vực xung quanh như vậy, được các nhà khoa học gọi với một cái tên là hòn đảo nhiệt đô thị. Và với hiện tượng này thì vùng đô thị tựa như là một hòn đảo được tạo bởi nhiệt độ và có nhiệt độ tách biệt hơn hẳn so với vùng xung quanh nó như là ngoại ô hay là nông thôn. Là người chuyên nghiên cứu về khí hậu, đặc biệt là khí hậu đô thị, Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, khẳng định xu hướng nóng lên của Hà Nội. Cái mức độ khắc nghiệt nó ngày càng lớn. Trước đây thời gian nắng nóng nó chỉ có khi nó chỉ có độ 2 đến 3 ngày. Vậy rất hiếm khi có những cái kéo dài đến 4 đến 5 ngày. Nhưng mà những cái đợt nóng gần đấy còn xảy ra kéo dài trong khoảng 5 đến 6 ngày thì nó xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí có những cái đợt nắng nóng có thể lên 9 đến 10 ngày. Nguyên nhân gây ra đảo nhiệt đô thị tại Hà Nội được chia thành hai nhóm: các nguyên nhân đến từ tự nhiên và các nguyên nhân do các hoạt động của con người. Nhiệt độ không khí ngày càng tăng lên, hiện tượng trái đất bị ấm lên. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, mức phát thải trung bình B2 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố vào năm 2012, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội sẽ tăng lần lượt là 0,5 độ C và 0,8 độ C vào năm 2020 và 2030 so với thời kỳ 1980-1999. Đô thị bị mất đi không gian xanh. Đây là bản đồ độ phủ bề mặt đất của Hà Nội năm 1975. Phần màu vàng là phần đô thị hóa chỉ xuất hiện thưa thớt, sau 30 năm đã ngày càng lan rộng. Đi kèm với nhiệt độ cao nhất trong mùa hè của Hà Nội cũng tăng lên, nhận thấy rõ là sự mở rộng đô thị hóa về phía Tây và phía Nam. Các bề mặt trong đô thị bị bê tông hóa ngày một nhiều do nhu cầu phát triển đô thị. Vật liệu phổ biến được lựa chọn để xây dựng công trình, hạ tầng có tính chất hấp thụ nhiệt từ bức xạ mặt trời mạnh. Các vật liệu này giữ nhiệt lâu, làm không khí tiếp xúc với các bề mặt vật liệu bị nung nóng, góp phần gây ra hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Một thử nghiệm nhỏ về nhiệt độ bề mặt các vật liệu này trong ngày hè đã cho thấy rõ điều này. Bề mặt thứ nhất là bề mặt đá nhưng với màu sáng thì nhiệt độ bề mặt ở đây khoảng 43 độ. Trong khi nhiệt độ không khí chỉ là 34, cỡ khoảng 35 độ mà thôi. Thế còn khi chúng ta đo ở cái bề mặt mà tối màu hơn thì nhiệt độ sẽ lập tức là tăng lên. Thì lúc này nhiệt độ bề mặt đã là 43,4 độ. Và bây giờ nếu như chúng ta thử đo tại bề mặt cỏ thì cái con số này chỉ là 37,1, thấp hơn khá nhiều so với bề mặt đá và bề mặt gạch tối màu. Như thế rõ ràng là những cái bề mặt mà được phủ bằng cây xanh thì nó mát hơn tương đối nhiều, chưa kể là những cái vị trí có bóng mát cũng vậy. Đúng là như vậy. Đô thị ở Hà Nội hiện tại còn là mật độ dày đặc của những tòa nhà cao tầng. Kiểu phân bố này đã khiến cho các luồng gió tự nhiên không hoạt động được, khiến cái nóng không thể tản bớt đi. Khi mà xuất hiện quá nhiều các nhà cao tầng mà lại khoảng cách giữa các tòa nhà này
không đủ lớn thì sẽ gây ra hiện tượng cái luồng gió mà đến trước các tòa nhà, sau đó phải vòng ra đằng sau và sẽ khiến cho gió bị quẩn tại một số vị trí. Thế mà các tòa nhà này thì thường là phần lớn là được sử dụng hệ thống điều hòa không khí để làm mát. Do đó thì những hệ thống này sẽ lại phát ra môi trường một lượng nhiệt không nhỏ. Và khi mà gió bị quẩn thì sẽ làm cho nhiệt bị lưu lại trong đó một thời gian rất là dài, có thể đến cả tận đêm. Và do đó là nhiệt tại những khu vực này ngày càng tăng lên. Hiện tượng hòn đảo nhiệt đô thị đang diễn ra ở Hà Nội là sự kết hợp của hai dạng. Đảo nhiệt đô thị bề mặt được tạo ra khi nắng chiếu xuống bề mặt đô thị. Nhiệt độ ở bề mặt đường nhựa, vỉa hè bê tông cao hơn từ 27 đến 50 độ C so với nhiệt độ không khí. Đảo nhiệt đô thị khí quyển bao gồm lớp không khí tổng tán, tồn tại trong lớp không khí nơi con người sinh sống, từ mặt đất đến dưới ngọn cây hoặc mái nhà, và lớp không khí ngoại biên bắt đầu từ phía trên của mái nhà hoặc ngọn cây và mở rộng đến điểm mà tác động của đô thị không còn ảnh hưởng đến bầu khí quyển. Vùng này thường kéo theo chiều dọc khoảng 1,5 km từ bề mặt. Cái nóng vừa trải theo chiều ngang bề mặt, vừa kéo dài theo chiều dọc ở không gian khiến cho mọi người vô cùng bức bối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vâng, ngay tại Việt Nam, tử vong do nắng nóng là có thật, chứ không còn là cảnh báo nữa. Các chuyên gia đã nghiên cứu số liệu từ tháng 5 đến tháng 8 là lúc mà giai đoạn nóng nhất của một năm liên tục trong vòng 10 năm qua và đã chỉ ra được phạm vi hòn đảo nhiệt đô thị của Hà Nội. Vậy chúng ta phải làm gì để có thể ngăn chặn được tác động của hòn đảo nhiệt đô thị trong tương lai? Trong khu xóm trọ nghèo lợp mái tôn, cụ Phụng đã chia sẻ về kinh nghiệm chống nóng của mình. Mùa hè thì ngoài 39 độ thì trong này khoảng 38 độ rưỡi. Là vì có cái cây này thì không có gì tồi. Tác dụng của cây xanh để làm giảm nóng không phải chỉ là cảm nhận hay kinh nghiệm. Đó là điều mà giới chuyên môn về môi trường khí hậu đã chỉ ra trong các nghiên cứu. Có thể khẳng định rằng cây xanh có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc giảm nhiệt đô thị. Cây xanh có khả năng đó là nhờ hai nguyên nhân. Thứ nhất là cây xanh có tán đủ lớn thì sẽ che được bức xạ mặt trời, tức là che nắng, và làm cho các bề mặt ở phía dưới cây xanh đấy không bị hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời. Ước tính trung bình có thể ngăn khoảng độ 80% lượng bức xạ mặt trời truyền tới. Các lá cây có khả năng hút nước từ dưới lòng đất, và khi mà trời nắng nóng thì các lá cây này có khả năng là thoát hơi nước và cung cấp thêm hơi ẩm vào trong không khí. Tháng 6 năm 2015, Thạc sĩ Dũng và các đồng nghiệp trong bộ môn kiến trúc môi trường Đại học Xây dựng đã tiến hành đo nhiệt độ mặt đường và nhiệt độ không khí tại một số đường phố Hà Nội để làm rõ vai trò của cây xanh đường phố tới hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Kết quả cho thấy, nhiệt độ bề mặt đường dưới gốc cây hay dưới bóng đổ thấp hơn từ 6 đến 15 độ so với bề mặt đường bị nắng trực tiếp. Tại phố Nguyễn Chí Thanh, một tuyến phố ít có cây xanh che bóng, vào thời điểm 15 giờ, nhiệt độ bề mặt của đường Nguyễn Chí Thanh có thể lên tới 60 độ tại điểm không có cây xanh. Nếu so sánh giữa những tuyến phố có mật độ cây xanh lớn với tuyến ít cây xanh, thì nhiệt độ không khí ở phố nhiều cây thấp hơn 0,4 đến 0,6 độ C, đặc biệt lúc 15 giờ có thể thấp hơn đến 1,5 độ C. Cây xanh có tác dụng giảm nóng như vậy, nhưng ở Hà Nội hiện nay, diện tích không gian xanh chỉ đạt 0,9 m2 một người, nhỏ hơn đến 10 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi rõ ràng, quy hoạch chung của Hà Nội đã đề ra tỷ lệ cây xanh mặt nước chiếm tới 70% diện tích. Thực ra đây không phải là không có quy hoạch, nhưng vì quan tâm không đầy đủ về vấn đề trồng cây xanh trong các khu đô thị như nào. Nên chúng ta chỉ tập trung để làm nhà cửa thôi, tập trung làm đường xá thôi. Sau đó việc thoát nước như nào, mặt nước như nào, vì đặc biệt là vấn đề trồng cây xanh như thế nào. Mà cây xanh nhiều khi phải, cái đô thị ấy là làm sao là cây xanh được trồng trước, chỉ mới có cây xanh ở ven đường, cây xanh để tạo nên một số cái cảnh quan thôi, chứ còn cây xanh để phục vụ cho yêu cầu là tiêu chuẩn cây xanh như đầu người thì chúng ta thiếu. Để đạt đến tiêu chuẩn cây xanh đảm bảo sức khỏe như quy hoạch, rõ ràng thành phố Hà Nội còn rất nhiều việc để làm. Đó là vấn đề cây xanh, là vấn đề mặt nước, và quan trọng nhất là chiến lược này phải được thực hiện bền vững. Cây xanh thì không phải là làm cái nhà xong rồi trồng cây xanh cái là trong công cây xanh nó phải có ngay. Như chúng ta biết là cái trung tâm quốc gia đấy, chúng ta làm như thế là 10 năm rồi. Nhưng bây giờ thì hệ thống cây xanh mà chúng ta mới thấy được, nó mới ở cái mức độ như thế. Nếu Hà Nội giảm được nắng nóng, thì lúc ấy người ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những loài hoa mùa hè.
Lúc ấy, sắc hoa phượng sẽ không còn là ngọn lửa hun đúc mà sẽ trở thành màu đỏ dịu dàng như ở những bài ca. Nắng nóng ở đô thị rõ ràng là có thể giảm bớt nhờ việc trồng thêm những cây xanh. Nếu như trong mùa hè này quý vị đang muốn tìm kiếm một hoạt động có ý nghĩa thì hãy nghĩ đến việc là tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh và trồng thêm nhiều cây xanh mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.